Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HH. Với thực tại, môi trường đang bị ô nhiễm và xu thế của doanh nghiệp và người tiêu dùng đang hướng tới sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và bảo vệ môi trường, thì hiện nay chúng tôi đang có những sản phẩm như là túi PP Nanowoven, tức là túi vải không dệt, chức năng là bảo vệ môi trường và sử dụng trong siêu thị, đựng hàng hóa, đựng sản phẩm thông dụng này, trong các ngành hàng mỹ phẩm này, quà tặng, quà biếu, hoặc là sử dụng trong các hội chợ triển lãm để mang tính chất truyền thông quảng bá cho thương hiệu. Túi Nanowoven của chúng tôi thì được sản xuất từ chất liệu PP và đặc tính của loại nhựa PP, tức là không màu, không mùi. Về giá thành thì túi PP Nanowoven này đang khá là tốt, bởi vì là mục tiêu là để bảo vệ môi trường. Chúng tôi đang có rất là nhiều các loại kích thước, độ dày, màu sắc và in ấn. Các bạn có thể là in ấn logo, các thông điệp gửi tới người tiêu dùng lên sản phẩm. Có thể là in luộng hoặc là in trên máy. Những hình ảnh rất là sắc nét. Chúng tôi có nhiều loại mẫu mã. Đây là loại túi gấp hông và ép nhiệt. Còn đây là loại đường may viền. Đây là loại đường may viền và có gấp đáy. Thì tùy với những cái mục đích sử dụng của các bạn thì các bạn có thể chọn lựa là kích cỡ nhỏ hay kích cỡ lớn. Bởi vì túi này có sẽ được trọng lượng nặng hơn và tốt hơn các loại túi nhựa thông thường, có thể lên tới 20-30 cân. Các bạn có thể là lựa chọn về hình in hoặc là màu sắc, rất là nhiều màu này. Các bạn có thể là thêm miệng một màu, thân một màu, và in cũng được rất là nhiều màu. Chúng tôi có thể in chồng màu lên tới 8 màu, rất là đẹp và sắc nét. Chúng tôi có thêm các loại độ dày. Cái loại này thì là độ dày và đựng được trọng lượng nặng hơn, cái quai cũng là dày hơn. Tức là tùy vào mục đích sử dụng mà các bạn có thể chọn cho mình những cái sản phẩm tùy theo độ dày và cân nặng để sử dụng. Và túi này thì sẽ được sử dụng tốt hơn và sử dụng tái đi tái lại khoảng 35 đến 40 lần. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của chúng tôi. Hãy like, chia sẻ để biết những thông tin bổ ích tiếp theo nhé.